chúng ta đã cùng quay trở lại với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương khắc. Hồi nãy là thấy là hai bố con khá hiểu nhau đó. Thì không biết là ở vòng này con nghĩ là con sẽ được bao nhiêu điểm? À, con nghĩ cao nhất là 5 điểm đó nha. 5 điểm luôn ạ? Dạ. Bây giờ hỏi bố nè. Bố Trí sao nè? Bé nói 5 điểm đó, không biết bố làm sao ạ? Bà sẽ cố gắng với con. Rồi, mời anh về đó, em về đây. Về vâng nha. Ạ. Rồi, thôi. Em thấy quyết tâm 5 điểm là em biết là bố con là thấy tự tin là em thấy thích rồi đó. Chúng ta sẽ có câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Thì con muốn bây giờ câu hỏi chữ trước hay là hình trước? Con... chữ. Chữ trước. Rồi, chữ là mời chú Phúc. Câu hỏi đầu tiên dành cho bố Trí và bé Kim Ngân có nội dung như sau. Loại côn trùng nào mà bé Kim Ngân yêu thích nhất? Rồi, bên đây viết xong rồi. 5, 4, rồi, giờ bảng lên ạ. 3, 2, 1. Wow. Một bên là bướm, một bên là bướm bướm. Và với đáp án này, hai bố con đã ghi được 1 điểm. Rồi, bây giờ con muốn câu hỏi hình hay câu hỏi chữ nè? À, hình. Hình, hình, hình là của cô Lan. Bây giờ em sẽ đưa cho bé xem một bức hình, sau đó bé sẽ vẽ lên trên bảng cái nội dung ở trong đây, có thể là một con vật, một đồ vật hay là một món ăn gì đó. Và nhiệm vụ của bố là phải đoán được. 2, 3. Wow. Cười con, chắc con là biết rồi. Con có biết đây là một loài hoa nha, con biết hoa này không? Dạ biết. Con có biết là hoa này thường người ta sẽ mua vào dịp nào không? À, dịp Tết. Đó, dịp Tết rồi. Bây giờ con hãy vẽ hoa này đi để cho bố đoán nè. Wow. Con vẽ rất là dễ hiểu nha. 3, 2, 1. Mời Kim Ngân cho bạn. Bé là bé bảo là bé biết hoa này. Thường sẽ miền Nam cũng có nhiều ít, nhưng mà sao miền Bắc nhiều á. Dạ. Nếu miền Bắc dịp Tết là đó là hoa đào. À, rồi, anh chắc chưa ạ? Chắc. Rồi, mời con đưa lên nè. Đó là hoa đào, đúng rồi. Đây, hoa đào màu hồng luôn. Nhưng mà con vẽ thì giống lắm nha. Bây giờ con muốn câu hỏi hình hay câu hỏi chữ nè? À, câu hỏi chữ. Câu hỏi chữ rồi, đúng mời rồi, chú Phúc. Để cho chú Phúc có việc làm nè. Câu hỏi chữ này rất là dễ luôn nha. Câu hỏi có nội dung như sau. Tên bộ phim hoạt hình mà bé Kim Ngân yêu thích. Rồi, xin mời ạ. Nhà có hay coi phim hoạt hình không? Cô Lan viết đẹp đẹp chút nha. Đẹp, cho cô Lan viết giùm con. Rồi viết giùm. 3, 2, 1. Xin mời. Doraemon, chính xác. Wow. Vậy là ở nhà là bé hay xem phim này nhiều nhất. Rồi, trong Doraemon thì con thích nhân vật nào? Doraemon. Thích Doraemon. Chỉ thích mỗi Doraemon, tại sao vậy? Tại vì nó dễ thương. Dễ thương, với lại có túi thần kỳ đúng không? Dạ. Và với câu hỏi này thì hai bố con đã ghi thêm được 1 điểm nữa. Là từ nãy giờ là mình đúng được mấy câu rồi ta? 3 câu. 3 câu là mấy điểm? Là 3 điểm. Đúng rồi. Yeah, vậy bố này dễ quá. Yeah. Rồi, bây giờ là sẽ tới câu hỏi hình. Nhìn nha. 2, 3. Hơi khó một tí. Hồi nãy viết người ta còn chưa viết được, bây giờ cho vẽ luôn. Rồi, sao người ta vẽ. Rồi, 3, 2, 1. Xin mời. Rồi, bố đoán đi ạ. Bố nhìn ra được không ạ? Bố có nhìn ra cái gì không, bố Trí? À, đây là một đồ dùng khá lớn ở trong phòng ngủ ạ. À. Cái mền. À, bố nhìn kỹ thì ở đây nó có những cái xuống á. Anh có nghĩ là những cái nhỏ nhỏ này nó là cái gì không ạ? Cái nệm. Anh ơi, cái nệm nào mà nó có nhiều sọc dữ vậy? Nhìn từ trên cao xuống đó, cô Lan nhìn. Nó là một nó thiên về nội thất đó anh. Em biết, em đoán được nha. Dạ. Em đoán được. Lúc đầu thì bé không có những cái đường gạch này đâu anh. Bé chỉ có 4 gạch nhỏ thôi anh à. Tinh tế nằm ở chỗ cái 4 gạch nhỏ đó. Cái tinh tế là ở 4 cái gạch nhỏ đó anh. Cái tủ quần áo. Anh chắc chưa ạ? Chắc. Và đáp án cuối cùng của anh đó là anh, cái tủ. Anh nhìn bé là bố đoán đúng không? Đúng thì mình dở lên thử thôi. Nè, dở nè, 1. Đúng không con? 2. Đúng rồi. Vâng, và em xin được trải nhẹ về hình ảnh gốc ạ. Đây ạ, ảnh gốc của bé ạ.
Tại vì bé nhìn trong đây á, bé không có thấy những cái đường nhỏ như vậy. Hồi nãy là bé chỉ vẽ như vậy thôi à. Mời anh đoán à. em cũng không biết luôn. Rồi, bố đoán đúng rồi là mình có thêm mấy điểm ta? 4 điểm. 4 điểm. Chúc mừng con. Rồi, hình cuối cùng nè. Giỏi quá. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mày lấy 5 điểm luôn không? Dạ nó. Dạ lấy. Rồi, hình cuối cùng. 2 3. Ở nhà mình có ăn quả này chưa ta? Dạ rồi. Rồi, bây giờ vẽ đi nè. Mà cô Lan hỏi xíu là con có thích ăn cái quả này không? Dạ có. Dạ có. 2 3 giơ bảng lên. Ồ. Trái cam. Đây là loại trái cây mà bé thích ăn. Đúng rồi. Dạ. Tại sao con lại thích ăn quả cam? Tại vì nó ngọt. Nó ngọt, chứ lại nó sẽ có nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe nữa. Rồi con này mình có đúng không ta? Có. Rồi mấy điểm ta? 5 điểm. Vâng, xin chúc mừng hai bố con. Sau 5 câu hỏi thì hai bố con đã may mắn và giỏi giang ghi được 5 điểm. Chúc mừng hai bố con Bố Chí và bé Kim Ngân. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng đến với phần thi tiếp theo của bố Tiến Đạt và bé Phương Anh. Xin mời. Và bố Tiến Đạt và bé Phương Anh đã sẵn sàng đến với 5 câu hỏi của chúng ta. Sao giờ cô Lan nha, mình tính sao ta? Phương Anh ơi, hồi nãy thì là bạn của con đã ghi được 5 điểm. Thì con nghĩ ở vòng này con có ghi được 5 điểm không? 5 điểm luôn. 5 điểm luôn. Mình chắc chắn không? Dạ chắc chắn. Mình về với bố một cái là lấy tự tin cái nè. 1, 2, yeah. Yeah. Rồi, bây giờ sẽ có câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Thì con muốn câu hỏi nào trước nè? Dạ, con hỏi hình ha. Rồi, hình thì gặp cô Lan. Bây giờ bé sẽ được xem một tấm hình và bé sẽ vẽ lại cái tấm hình đó trên bảng. Và nhiệm vụ của bố Đạt sẽ đoán xem đó là gì. Bây giờ con nhìn nha. 2, 3. Rồi, đây là một loại trái cây. Rồi, con vẽ đi nè. Dễ dàng nhỏ nhỏ, hiểu không? Đúng rồi. Xong mà, bé đã xong mà. Ôi giỏi vậy ta. Xong mà. Mà đẹp không cô, đẹp không? Ta có sự hỗ trợ nhẹ của cô Lan à. Rồi, bây giờ con sẽ giơ bảng lên nha. Để bố đoán xem là đó là loại trái cây gì. 2, 3. Đúng rồi. Trái nho. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, mình giơ lên nè. 1, 2, 3. Đúng rồi, hay quá. Và với đáp án trái nho thì hai bố con đã ghi được 1 điểm. Rồi, giỏi quá. Bây giờ con muốn câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ? Dạ, hình. Hình nữa hả? Thấy êm quá. Hình đang có điểm, ta đang thắng. Cô Lan đừng thay đổi ta. Thôi hình luôn đi con. Hình không luôn hả? Đây. Đây là một loại hoa. Ví dụ như nói về loài hoa thì anh có hay dẫn bé đi sở thú là những cái nơi mà có nhiều hoa rồi cảnh vật thiên nhiên để cho các bé, anh chỉ cho các bé các loại cây, các loại con vật không ạ? Hầu như thì anh thì bận suốt. Dạ. Yeah. Thì thứ bảy chủ nhật thì có thời gian thì đa số là đi siêu thị thôi. Dạ. Yeah. Còn Tết thì chỉ có đi đường bông Nguyễn Huệ nè. Dạ. Yeah. Nhà hoa này cũng là khá quen thuộc vào dịp Tết. Mà vẽ tình hình là như thế nào, cô Lan ổn không? Em chỉ bé khá thích ạ. À. Em thấy là bé thích vẽ ạ. Và bé rất là thích em vẽ chiếc lá ạ. Em bảo cô Lan vẽ lá đẹp. Rồi, bây giờ con phải giơ bảng nha. 4, 3, 2, 1. Xin mời. Đây là một loại hoa. Ô đẹp nha. Vào dịp Tết ạ, à. Gợi ý cho bố ạ. À. Hoa mai. Wow. Phải không con? Dạ đúng. Yeah. Nhưng mà sao con suy nghĩ lâu suy dữ nghĩ. Vậy? Mình giờ đã bán lên nè. Bán lên nè. 3. Ôi trời hết. Quên. 3, 2, 1. Đây. Hay quá. Muốn con bé vẻ đẹp nha. Rồi bây giờ muốn hình hay chữ nè? Con... Hả? Nói lớn là con nói lớn lên. Con thích vẽ lắm. Con thích vẽ lắm. Rồi. Đây. Ở nhà mình có này không? Dạ có. Có. Nhưng mà nó khác hơn. Khác hơn. Ở nhà của mình xịn hơn cái này đúng không con? Chứ sao? Không có xịn lắm. Không xịn lắm hả? Nhưng mà nó khác cái hình này thôi. Cái gì vậy ta? Bên đây tò mò nghe. Nghĩ là điện thoại nè. Em nghĩ cái này chắc là hơi khó. Em sẽ phải phụ bé và em cũng không chắc em vẽ đúng ạ. Ở nhà thì anh có cho bé chơi những cái vật dụng điện tử nhiều không ạ? Đa số thì bé học là chính. Học là chính. Dạ. Rồi khi mà bé có thời gian rảnh á, thì bé sẽ anh cho bé chơi game hoặc là
xem những cái phim hoạt hình. 3, 2, 1 giơ bảng nè. Anh đoán được nha, anh đoán được. Dạ, thôi, anh dư xăng máy giặt. Cây máy giặt. Ôi ôi. Ôi, hồi nãy là Sao ạ? Anh thấy cái áo, cái máy anh không nhận ra được. Anh nhớ thấy cái áo, cái quần, chắc là máy giặt rồi. Em nghĩ cho bé đó là con cái máy giặt đó, cô Lan thấy cũng không có giống lắm. Ghẻ thêm cái quần với cái áo vô đi. Rồi nhiều khi bố sẽ rác được tại sao lộn cái tivi. Nhưng mà quần áo là bé tự vẽ à. Anh lại tưởng là cái máy chụp hình đó em. Đúng rồi, em thấy cái hộp gì đó giống như hộp đèn, hộp gì mà. Thực sự thì cái hình nó cũng khá khó vẽ mọi người à. Em thì cũng không giỏi lắm nha. Nhưng mà đoán đúng thì mình có mấy điểm ta? Ba rồi. Rồi bây giờ là tới câu hỏi chữ của chú Phúc. Không còn câu hỏi hình nào hết. Bắt buộc Phương Anh và bố Đạt phải hướng về chú Phúc thôi. Bố Đạt không ăn được món ăn nào? Bạn không ăn được ớt đúng không? Ớt cay đúng không? Rồi với chữ T. Chữ T viết cao lên nè, viết cao lên nè. Xong chưa nè? Rồi. 5, 4, 3, 2, 1 xin mời. Ớt cay. Hay quá ta. Nói chung là em hỏi là ở nhà bố con ăn được ớt không? Nói không. Sao con biết là bố Đạt không ăn được ớt cay? Có một cái kỷ niệm nào không mà sao con biết là bố không ăn cay được? Là không biết nữa. Tức là nếu mà có cái món đó bỏ ớt vô là bố không ăn được luôn đúng không? Con thấy một lần con thấy rồi hả? Hay là con nghe mẹ kể? Cay quá, cay cái miệng á, không ăn được. Dạ. Đúng không? Bố hay mà nói. Thường là ở thường ở nhà là những món mà mẹ hay nấu là không có món nào cay hết đúng không? Vậy con có biết là bố con là thích ăn món gì không? Cha mày ăn hết luôn. Không ăn ớt luôn. Ăn hết luôn, không ăn ớt thôi. Ớt cay lắm. Con cũng ăn cay, con cũng không thích ăn ớt luôn. Đúng rồi, ớt cay lắm, cô Lan cũng vậy luôn. Và với đáp án này là mình được mấy điểm rồi ta? Nãy giờ 3 câu rồi, bây giờ thêm câu một nữa là mấy điểm? 1 cộng 3 nữa là 4 điểm. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ là còn câu cuối cùng nữa đúng không? Và câu hỏi cuối cùng dành cho bố Đạt và bé Phương Anh. Câu hỏi chữ có nội dung như sau. Bố Đạt hay mua hoa gì để tặng cho mẹ Thảo? Ở nhà bố có hay mua hoa cho mẹ không? Ý là những cái dịp lễ hay là sinh nhật của mẹ, bố có mua hoa không? Không biết nữa. Không biết luôn hả? Vậy cái này hỏi là không biết là bố có hay mua hoa không ạ? Chỉ có mua ngày 8 tháng 3. Con có biết mẹ thích hoa gì không? Con hỏi mẹ. Con có biết là mẹ thích hoa gì không? Không biết luôn. 3, 2, 1 xin mời. Nên là bố Đạt kia là hoa hồng. Dạ. Sao là hoa hồng hả anh Đạt? Hoa hồng đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu. Dạ. Cho nên đối với bà xã thì anh chỉ có thể tặng được hoa đó thôi. Dạ. Mà nhưng mà sao anh không tặng hoa trước mặt cho mấy bé thấy mà anh lại tặng cắt riêng hay sao mà bé không thấy được là anh tặng cho mẹ hoa gì? Có thể lúc đó là các bé không có gặp các bé ở nhà. Cho nên anh thì vừa về thì anh tặng ngay. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con có biết hoa hồng không? Con thấy hoa hồng bao giờ chưa? Rồi. Thì thường hoa hồng thì những cái dịp lễ thì người ta sẽ mua tặng cho nhau. Ví dụ gia đình thì như là bố con sẽ dùng hoa hồng đó để tặng cho mẹ. Không sao, ở câu hỏi này là do là bé không thấy hay là bé không biết thôi. Nhưng mà chết rồi, bây giờ không có được câu hỏi này. Nhưng mà con có muốn là bố sẽ tặng con mèo cho con không? Không muốn không? Con muốn lắm mà nói nhỏ đi, giọng run nha, con muốn lắm. Thì giờ con cứ nói đi, nói bố ơi mua mèo cho con. Con nói đi, được hết mà. Hôm nay con tới đây con muốn gì cũng được hết á. Từ đó hồi nãy là bé có tâm sự nhỏ với em. Bé nói là bé muốn là bố sẽ mua cho bé một món đồ chơi để cho bé không chơi điện thoại nữa. Có lẽ bé không muốn chơi điện thoại quá nhiều, thì thay vì sẽ có một cái món đồ chơi nào khác để cho bé không có phải dán mắt vào điện thoại nữa. Đấy, thì hồi nãy như bố nghĩ là mèo thì em nghĩ đó cũng là một cái cũng rất là tốt. Tại vì thường nếu mà con nít mà cho sử dụng điện thoại quá nhiều thì đó em nghĩ là nó cũng không phải là một cái cách hay. Và ngoài cái việc là để cho bé học hỏi tất cả mọi thứ. Bố Đạt có hứa mua con mèo cho người ta không kìa? Chắc chắn là mua. Chắc chắn là mua. Bố mua cho con rồi kìa. Có nói lời gì với bố không? Bố mua cho con. Cảm ơn bố. Con cảm ơn bố đi nè. Cảm ơn bố. Ở nhà kêu là ba, giờ kêu là bố. Có ngại không con? Rồi, và sau 5 câu hỏi thì bố Đạt và bé Phương Anh đã giành được 4 điểm. Chúc mừng bố Đạt và bé Phương Anh.